Chào các em nhỏ. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá về một loài động vật thú vị dưới đại dương, đó là con cua. Con cua không chỉ là một trong những loài động vật có hình dáng độc đáo mà còn mang đến nhiều điều thú vị về cách chúng sống và cách chúng tương tác với môi trường xung quanh. Hãy cùng nhau tìm hiểu về con cua và cuộc sống của chúng dưới nước nhé. Con cua là loài động vật giáp xác, thường có hình dáng tròn, phẳng gồm phần đầu ngực và phần bụng. Thân rộng hơn bề dài, mai mềm, 10 chân có khớp, 2 chân trước tiến hóa trở thành 2 càng, vỏ xương bọc ngoài thịt, phần bụng nằm bẹp dưới hoàn toàn được che bởi phần ngực. Đầu cua và thân được nối liền nhau vào một khối có lớp mai bọc bên ngoài. Cơ quan cảm giác của cua rất phát triển. Cơ quan xúc giác và vị giác có dạng các tơ cảm giác tập trung ở các anten và các phần phụ. Các tơ này liên hệ với các tế bào thần kinh nằm dưới biểu mô. Con cua có màu sắc và hoa văn đa dạng, từ màu cam, đỏ đến màu xanh dương và đen. Một số loài cua có thể thay đổi màu sắc để phản ánh môi trường xung quanh và tránh kẻ săn mồi. Thế giới loài cua rất đa dạng về cả hình dáng và kích thước. Một vài con rất đáng sợ, một vài con đầy màu sắc và không ít con rất kỳ quái. Nếu cua bị rụng mất càng, càng cua có thể mọc lại. Điều này giúp chúng dễ dàng di chuyển và chạy trốn khi cần thiết. Trong giai đoạn phát triển từ ấu trùng đến khi trưởng thành, loài cua phải trải qua nhiều lần lột xác. Trước khi lột xác một ngày, cua bắt đầu hấp thụ nước biển, cơ thể bắt đầu phồng lên như một quả bóng. Việc làm này giúp chúng mở rộng lớp vỏ cũ và tách ra một đường nứt nhỏ chạy khắp cơ thể. Con cua sau đó sẽ tự rút lớp vỏ cũ bằng cách đẩy ra và thu lại các phần cơ thể nhiều lần, cho đến khi rút phần chân trước và hoàn toàn tách ra khỏi lớp vỏ cũ. Quá trình thay vỏ mới của một con cua thường kéo dài trong vòng 15 phút. Trong quá trình lột xác, cua có thể mất một số bộ phận như chân, càng, tuy nhiên có thể tái sinh được những bộ phận này trong những lần lột xác tiếp theo. Con cua là loài động vật ăn tạp, chúng thích ăn đủ thứ từ tảo, rong biển, động vật nhỏ như sò, sán, đến các loại thức ăn chết như các loài động vật khác trên đáy biển. Con cua có khả năng thích nghi tốt với môi trường sống khắc nghiệt dưới đáy biển. Cua hiện diện ở mọi đại dương trên thế giới, đặc biệt là ở vùng nhiệt đới. Chúng có thể sống ở các vùng nước cạn, vùng nước lợ, hoặc thậm chí là dưới lớp bùn sâu. Môi trường sống của con cua đang gặp nguy cơ do sự thay đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và mất môi trường sống tự nhiên. Việc bảo tồn và bảo vệ môi trường biển là rất quan trọng để đảm bảo sự tồn tại của loài cua. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về con cua, một trong những loài động vật thú vị và đa dạng dưới đại dương. Hy vọng rằng các em đã thấy thú vị khi khám phá về cuộc sống của chúng. Hãy tiếp tục đam mê và khám phá thế giới đa dạng của động vật. Hẹn gặp lại các em ở những cuộc phiêu lưu sắp tới.